là rồi nhắm miệng lại, mặt xuống, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, giỏi lắm, làm 8 lần như vậy cho tôi luôn, em làm tốt nè, làm lại. 1, 2, 3. Anh nâng độ khó cho em nha. Nâng độ khó là cái mặt không có ngẩng cao lên quá, cái tay để thấp xuống nước vậy nè. Cái mặt, cái cầm mình mới vừa lên khỏi mặt nước là mình thả miệng ra hết hơi vào. Cái cầm mình mới ngay mặt nước nè, nhìn luôn nè. Không có ngẩng mặt lên cao nha. Cái mặt luôn đừng có ngẩng ngửa lên mặt. Nhìn giống tôi nè. Rồi làm lại. Rồi, nghiêng mặt lên như vậy thôi nha. Rồi, tốt lắm. Làm tiếp 7 lần còn lại. Còn em làm 10 lần à, đủ chưa? Rồi, hai em làm. Rồi, bạn nào nữa? Bạn nào nữa? Em biết. Thả miệng ra. Hít hơi vào, úp mặt, đem mắt kính vô. Em còn làm được. Em tên là Tina đúng không? Thở nước cho bạn này coi đi, bạn này chưa biết thở nước. Em nói bạn đi, nói bạn đi thở nước cho em coi, em chỉ bạn thở nước đi. Hơi bỏ, mặt xuống. Thở nước tốt quá vậy. Chúc mừng em đã đậu bài thở nước. Rồi, hai em chơi với nhau thở nước một chút. Rồi còn em lại đây. Thở chỗ nào không sợ. Chị hả? Vậy bây giờ mình ngồi xuống nè. Rồi thở ngồi nha. Hít hơi vào. Nhắm mắt lại. Hít mặt xuống nước đến 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi, giỏi quá. Làm 10 lần cho tôi coi đi. Làm 10 lần. Hít hơi vào, hít mặt xuống. Đến 1, 2, 3, thở ra bằng mũi rồi. Thả miệng ra, hít hơi vào tiếp 10 lần. Rồi, giỏi lắm. Rồi, giỏi nè. Mấy lần rồi? 7 lần nữa. Làm đi, làm đi. Giỏi quá. Rồi, bạn nào cũng giỏi hết. Bây giờ tới phiên bạn này. Bạn này thở nước tốt chưa? Bây giờ bạn này nè, hít hơi vào phình cái bụng lên cho tôi coi coi. Rồi ngậm miệng lại, đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi nhẹ thôi. Rồi, làm 10 lần. Hả? Làm 1 lần đủ rồi hả? Làm thêm 3 lần nữa đi. Siêu quậy đã xuất hiện. Siêu quậy này khó chị lắm á. Hít hơi vào phình bụng ra. Rồi nín thở lại. Đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Thở gì giống như con trâu nó thở nước vậy. Lần một lần nữa nha. Không bị nước vô lỗ mũi là được. Nhớ thở ra ít thôi nha. Đừng thở ra nhiều. Thở ra nhiều nước nó vô lỗ mũi của mình nha. À, thở nước nè. Rồi cuốn mặt về nha. Chứ đừng có ẩm mặt gì nha. Để cho nước nó chảy xuống mũi. Nhớ là ngậm miệng lại nha. Không được, nhớ nha. Lúc mà ngẩng mặt lên á là cái mặt em nó cúi cúi vậy nè, chứ đừng có ngẩng cái mặt lên vậy, hiểu không?